Mụ nội nó, mẹ tao nó chưa từng thấy lãnh đạo xứ nào mà nó rừng như là lãnh đạo xứ Việt Nam mình vậy đó. Có cái Facebook, YouTube với Google cho dân người ta giải trí qua ngày đoạn tháng thôi hà, mà tao đã cơ thể nó ngứa hén lên á, là nó đòi cấm, nó đòi chận. Mẹ cái thứ lãnh đạo gì đó mà ngu như bò vậy đó. Nghĩ sao mà nó hả họng ra nó phát ngôn vậy nè. Nó không chơi Facebook, YouTube, Google bởi vì nó đau đầu. Mụ nội tụi bay, mẹ tụi bay không chơi thì kệ mẹ tụi bay chứ. Mẹ tụi bay nhức đầu kệ cha của nội tụi bay chứ. Tụi bay không chơi không có nghĩa là 90 triệu người dân Việt Nam người ta không chơi nha không. Cái thứ của tụi bay là cái đồ đầu tôm, đầu bò. Có nghĩa là đầu của tụi bay tao nó cất nó lộn ngược lên trên đầu. Mẹ thành thử lên trên mạng xã hội có đọc cũng đéo hiểu gì đâu, nghe không? Còn trong khi đó dân tụi tao có nhu cầu, tụi tao lên tụi tao học hỏi thông tin, tụi tao có nhu cầu được giải trí để làm chi, để mở mang đầu óc ra với thế giới. Thì mắc con mẹ gì tụi bay cấm vậy? Ủa ngứa hén hả mấy con? Mẹ nghĩ làm sao? Tủi lòng gì mà bắt YouTube, Google, Facebook đem mấy chủ gì Việt Nam đặt đặt ở bển cho tụi bay kiểm tra vậy hả? Tỉnh mộng giùm cái đi mấy con. Cái quần què gì các con cũng lôi an ninh quốc gia ra, các con khè người dân hết trơn hết trọi á. Tụi bay nói tụi bay sợ dân chơi Facebook rồi bôi xấu tụi bay. Trời đất ơi, tụi bay dòm lại mấy cái bản mặt lòng của tụi bay đi. Trời, còn cái chỗ nào trống cho dân bôi xấu được nữa không? Tao nói chẳng qua tụi bay sợ dân tụi tao chơi Facebook, rồi những cái hành vi đê tiện của tụi bay, những cái bộ mặt giả dối khốn nạn của tụi bay nó bị phơi bày, nó bị lật tẩy ra trên mạng xã hội á, nha không? Rồi mang nhột. Chẳng qua là vì muốn giữ ghế, muốn giữ tiền, muốn giữ tài sản. Chẳng qua là vì chơi Facebook ít like hơn dân, phải không? Chẳng qua là livestream đéo có người nào vô coi tụi bay, cho nên tụi bay mang nhột, tụi bay ganh tị với dân, phải không? Mẹ tao nói nhà đất của dân tụi bay cướp sạch mẹ nó hết rồi. Bây giờ có mấy cái chòi ảo trên mạng xã hội cho dân người ta giải trí qua ngày đoạn tháng hè, mà cũng ăn cướp nữa làm sao? Mấy cái lũ của tụi bay là tao nói chỉ biết đi ngược lại với cái sự phát triển tiến bộ văn minh của thế giới loài người thôi hà. Rồi tao nói cả nhân loại này người ta chơi Facebook, người ta chơi Google, người ta chơi YouTube, đi cấm. Bắt dân về chơi mấy cái trang tào lao cóc ổ bi đao của thằng Tàu, coi chịu nổi không? Làm ơn mở cửa nhìn ra thế giới bên ngoài giùm đi các con khỉ. Nói đâu xa, nhìn qua bên nước láng giềng Campuchia kìa, thủ tướng nước người ta kìa, khuyến khích lãnh đạo chơi Facebook kìa. Đặng chi? Đặng mà tiện cho công việc, đặng mà gần gũi với người dân. Thì tại sao không học hỏi để tiến bộ với nhân loại, mà lại đi cấm đi đoán, đi ngược lại với sự phát triển của thế giới là sao? Mẹ nói cho tụi bay nghe, cái xã hội Việt Nam mình bây giờ tao nói nó nát bấy như tương tàu rồi. Bất công, đói nghèo, lạc hậu quá mức rồi. Ngay cả sức chịu đựng của con người cũng quá mức rồi. Có mỗi cái căn nhà ảo trên mạng xã hội thôi là nơi người ta lên người ta xả stress, người ta tạm quên đi trong giây lát đói nghèo, lạc hậu, bất công đặng người ta sống. Bây giờ tụi bay cũng muốn chận nữa phải không? Mẹ chọc đi, chọc tới máu điên của dân đi hen. Rồi tới lúc dân nổi máu điên lên rồi, dân kéo xuống đường, quậy tụi bay banh nhà lòng luôn. Rồi lúc đó đừng nói sao xui nghe các con. Dảnh lỗ tai lên mà nghe đây hỡi các con khỉ đột. Muốn cho Việt Nam được phát triển thì trước tiên đừng bao giờ kéo Việt Nam ra khỏi sự phát triển của thế giới. Đừng cố gắng để biến Việt Nam thành một Bắc Triều Tiên thứ hai. Và đừng bao giờ buộc Việt Nam đi ngược lại với sự phát triển của nhân loại loài người. Nhớ chưa? Cái lũ đầu bò. Ta nói tướng xưa thì thích cầm quân, tướng nay chỉ thích cầm quần chị em. Mẹ nó, ta nói trong khi tình hình Biển Đông thì đang dậy sóng ầm ầm hôm nay, tụi tàu nó tràn vô nhà của mình, nó bắn giết dân mình, thì tướng tá Việt Nam hôm nay á chắc là lo đi bận cầm quần đàn bà, lo đi bám giường bám chiếu, thành thử ra đất thấy thằng nào bám biển hay là cầm quân đi quánh giặc hết trơn hết trọi á. Trong khi tình hình đang căng thẳng tột độ, tụi tàu nó tràn vô nó chiếm mẹ nó lãnh thổ nước mình, nó lấy máu của người dân Việt Nam mình, thì thằng cha thủ tướng nước mình nó dắt thằng cha bộ trưởng đi ra ngoài Formosa coi cá bơi chơi. Bà mẹ nó, hồi nào giờ mới biết thằng cha thủ tướng nước mình nó nuyễn đầu thôi, bây giờ nó bị khùng. Ngày xưa cha ông ta đã bao nhiêu lần oanh liệt, quánh cho thằng Trung Cộng nó ôm đầu máu, nó chạy xúc quần què về tàu. Ngày nay mẹ thằng Tàu nó mới hù có một tiếng thôi, quân đội Việt Nam anh hùng đã co giò chạy xúc mẹ nó quần què rồi.
Mẹ nó sợ tới nỗi nó nhổ luôn giàn khoan khai thác dầu, ký hợp đồng 300 triệu đô la Mỹ với người ta. Rồi đây trong tương lai gần, dân Việt Nam này sẽ trả nợ chết con đĩ mẹ luôn, bồi thường hợp đồng 300 triệu đô la Mỹ cho người ta. Ủa, cái mấy cái tàu ngầm cái lô cái léo gì của tụi bay đâu tụi bay? Hả? Mấy cái máy bay chiến đấu con mẹ gì triệu triệu đô của tụi bay đâu? Quân đội Việt Nam anh hùng siêu cường quốc đánh bại đế quốc Mỹ đâu? Xong sách ra chơi tụi tàu đi, hả? Vũ khí hiện đại đâu? Xách ra nã tụi nó đi chứ giấu trong kho chi cho bụi nó bám cho tụi bay. Mẹ nói tụi bay nghe, tụi bay lấy biết bao nhiêu tiền thuế của dân tụi tao mua vũ khí về chất đầy trong kho để làm chi vậy? Khoe thiên hạ thôi hả? Hay nhát dân tụi tao? Mẹ chứ từ lúc mà tụi bay mua vũ khí về tới giờ biết bao nhiêu là tiền thuế của người dân, mà có bao giờ thấy tụi bay dám động tới cộng đồng giái nào của thằng giặc đâu. Mẹ rốt cuộc cái quân đội Việt Nam của tụi bay đang làm cái quần què gì vậy tụi bay? Hả? Tụi bay là quân đội nhân dân mà tụi bay đàn áp dân như chó vậy đó. Mẹ ta nói biển đảo mất, chủ quyền mất, tụi bay đéo lo. Mẹ tụi bay là quân đội, tụi bay là phải bảo vệ chủ quyền quốc gia chứ tụi bay không lo. Tụi bay lo đi làm kinh tế, tụi bay đi lo dành chén cơm với dân, tụi bay đi lo cưỡng chế nhà cửa đất đai của dân. Tụi bay quánh giặc không lo, lo đi quánh gôn, lo đi uống bia ôm, lo đi chơi gái. Mẹ tụi bay á, phải đổi cái tên của tụi bay á, thành quân đội đảng quần ngoài à nha không? Chứ nhân dân nào mà chấp nhận nổi tụi bay? Mẹ tụi bay ngu chết mẹ luôn, tụi bay biết không? Quân đội tụi bay á, đi ra chiến trường cầm súng là để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân, chứ không phải bảo vệ cho một cái thế lực đảng quần què nào hết. Không phải bảo vệ cho một cái âm mưu, một cái tham vọng nào hết trơn hết trọi. Nhất là khi những cái âm mưu, những cái tham vọng đó nó đi ngược lại hoàn toàn với cái lợi ích của tổ quốc và dân tộc này. Tụi bay dòm lại tụi bay đi, cúp cung phục vụ cái đảng đội quần này như những con chó lát, để rồi tụi bay được cái gì? Hả? Dân tộc này được cái gì? Tụi bay thấy không? Tụi nó buôn bán tàn phá tới tàn mạt cái đất nước này rồi, tụi nó lấy cái tiền đó, tụi nó sẵn đường hậu cho tụi nó trơn hết trọi rồi. Tụi nó bung tiền ra qua bên Tây bên Mỹ á, nó lo nó mua nhà cửa di la biệt thự ở bển, nó đưa con cái nó qua sẵn, hen, nó kiếm sẵn luôn thẻ xanh. Hãy có bất cứ một cái biến động nào là nó giọt trước. Còn tụi bay, mấy con chó cỏ thôi hà, trừ tướng tá tụi bay ra, còn tụi bay á là tụi bay bị nó lùa vô trong cái chỗ chết thôi, nghe không? Tụi bay nghĩ lại đi, ra chiến trường mà đối diện với kẻ thù đéo dám nổ súng, có cho đâu mà nổ, thấy không? Mẹ đi quánh giặc mà không được bắn, rồi cuối cùng sao? Chết thảm thương trước họng súng của kẻ thù, chết mà tao nói kêu bằng chết quen, chết ức á, biết không? Rồi rốt cuộc trên bàn thờ nhà tụi bay bất quá được thêm cái bằng thương binh liệt sĩ, thấy không? Ai khổ? Vợ con cha mẹ tụi bay khổ. Rồi bây giờ càng ngày nó càng đẩy tụi bay vô trong cái thế đối đầu với nhân dân của tụi tao. Rồi có chuyện gì tụi bay là cái phường lãnh đủ hết trơn hết trọi, chứ không phải tụi nó đâu, nghe không? Mẹ tụi bay á, ăn cơm của nhân dân là phải phụng sự cho tổ quốc. Có nghĩa là tụi bay phải biết đặt lợi ích của quốc gia và dân tộc này lên trên hàng đầu nè, nghe không? Còn thằng nào con nào mà kêu tụi bay, xúi giục tụi bay á, đi ngược lại á, đập chết mẹ nó cho tụi tao, nghe không? Nó xúi tụi bay phản quốc đó, nghe không? Mẹ tụi bay ngu quá à. Tao nói tới những cái người mà tao nói mà cứ bằng bị nhồi sọ lâu năm á, kêu bằng mà ngu lâu dốt bền khó đào tạo á, đầu tôm á, mà bây giờ người ta cũng còn hiểu ra, người ta nhận thấy cái đường lối của cái thằng đảng đội quần này nó đang phục vụ cho ai và làm cái gì. Tụi bay nhìn lại đi, giặc vô nhà thì nó kêu giặc giết dân cướp nước á, là bạn vàng, là đồng chí tốt. Giặc tràn vô nhà cướp lãnh hải của mình thì nó đi trốn. Còn hễ dân mà biểu tình chống giặc tàu á thì lớp nó quánh cho lê lết, lớp thì nó bắt bỏ tù, nó dằn mặt 9-10 năm tù. Hễ bất cứ ai mà chống tàu là nó ghét cho cái tội mà chống phá đất nước. Ủa, chống tàu thì có con mẹ và liên quan tới đất nước Việt Nam này vậy hả tụi bay? Hả? Ngay cả cái lá cờ mà nó đang xài á, cũng y chang cờ của Trung Cộng nữa. Bộ đồ quân đội mà nó phát cho tụi bay bận trên người á, cũng y hệt như tụi quân đội của tụi tàu hả? Rồi ta hỏi tụi bay, rủi tụi bay ra chiến trường á, rồi biết thằng nào Việt Nam, biết thằng nào tàu mà bắn hả? Mẹ tối ngày nó cứ xách mấy cái bản mặt mập như con chó mặt sợi của tụi nó đi qua bên tàu, nó đi thăm viếng cái quần què gì, nó đi nâng bi thổi ống đu đủ cho tụi kia hen,
Mẹ ông nội tàu nó qua thì nó xách đại bác ra, nó bắn nó nghiêng, nó ngên tiếp. Y như là mấy con chó ra ngoắt đuôi mừng chủ vậy đó. Hỏi tụi bay nha, nếu mà thật sự muốn bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải nước mình, mẹ dựa vô Tây, vô Nhật, không chắc ăn không uy tín hơn hay sao? Là đi đêm với cái thằng chó ăn cướp, tối ngày cứ lăm le dòm ngó để cướp đất nước của mình hả tụi bay? Nhiều đó thôi là đủ hiểu, cái đảng quần què này nó đang phục vụ ai rồi, phải không tụi bay? Mẹ còn mấy cái thằng quân đội của tụi bay ngu lắm. Nhân dân tụi tao luôn yêu thương và cưu mang tụi bay. Rồi bây giờ á, tụi bay lòi ra, tụi bay hiện nguyên hình, tụi bay ra là cái thứ ăn cháo đá bát, tụi bay là cái thứ phản quốc. Tụi bay á, đừng có nghĩ là tụi tàu nó thâu tóm được cái nước của mình rồi tụi bay thoát đâu nha tụi bay. Tụi bay ngon đâu nha, không không có đâu mấy con. Mẹ nói tụi bay nghe, tụi bay á, con cháu tụi bay và cả cái dân tộc bất hạnh này nè, sẽ làm nô lệ tôi mọi cho tụi tàu. Không phải 1000 năm nô lệ giặc tàu nữa đâu, mà là suốt đời vậy đó, nghe không? Và tới khi đó, không còn một người Việt Nam nào nữa, hay một đất nước Việt Nam nào trên bản đồ thế giới này nữa. Chọn đứng về phía nào trong lúc này là tùy thuộc vào cái nhận thức và sự dũng cảm của quân đội tụi bay. Nhưng mà tụi bay hãy nhớ là, tụi bay nếu mà là một người lính có lương tâm á, là một người lính phải biết ra trận với một trái tim dành cho quê hương đằng sau lưng tụi bay. Một quân đội bách chiến bách thắng là một quân đội bách thắng với kẻ thù, với giặc kìa, chứ không phải là thắng với nhân dân, không phải là ăn thua đủ với nhân dân. Bởi vì nhân dân là những người đã còng lưng nuôi dưỡng tụi bay. Nhớ đó, gác giò lên trán mà suy nghĩ đi nghe chưa, cái đồ đầu tôm.